Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Surfing Việt và mình là Minh Ngọc. Cùng ra đời vào thời điểm gần cuối năm 2019, Surface Pro 7 và Samsung Galaxy Tab 6 tại thời điểm đó đã cùng tạo nên một cặp kỳ phùng địch thủ trong làng công nghệ máy tính bảng. Trên rất nhiều các diễn đàn khác nhau, tràn ngập các thảo luận của người dùng công nghệ về hai siêu phẩm này, về mặt công nghệ này, tính năng này và thiết kế cũng như là so sánh tương quan giữa hai thiết bị này. Hôm nay thì hãy cùng với Surface Việt tìm hiểu xem liệu chiếc Surface Pro 7 hay Samsung Galaxy Tab 6 có những ưu điểm và tính năng độc đáo như thế nào nhé. Thứ nhất, đó là về thiết kế. Về thiết kế thì cả hai đều hội tụ vẻ đẹp sang trọng, hiện đại của một thiết bị công nghệ văn phòng. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi vẻ 10 phân vẹn 10, mỗi chiếc máy đại diện cho mình một phong cách khác nhau. Trong khi chiếc Samsung Galaxy Tab 6 là một chiếc tablet được thiết kế với các đường cong bo tròn, mềm mại, thì chiếc Surface Pro 7 lại được bảo trì với nét mạnh mẽ, vuông thành sắc cạnh truyền thống của các sản phẩm đến từ nhà Microsoft. Điểm khác biệt lớn nhất của hai thiết bị này chính là chiếc Surface Pro 7 được tích hợp chân đế đa chiều đi kèm. Còn đối với Samsung Galaxy Tab 6 thì người dùng phải mua bộ bàn phím vật lý riêng để sử dụng phần nắp gập làm chân đỡ tablet. Về màn hình hiển thị thì màn hình của chiếc Samsung Galaxy Tab 6 có kích thước là 10.5 inch, nhỏ hơn kích thước 12.3 inch của chiếc Surface Pro 7. Kích thước nhỏ hơn của Samsung Galaxy Tab 6 là một yếu tố góp phần mang lại trọng lượng nhẹ hơn cho chiếc máy này. Với cân nặng chỉ 420 g, nhỏ hơn cân nặng 775 g của chiếc Surface Pro 7. Tuy nhiên thì màn hình có phần nhỉnh hơn một chút của Pro 7 lại mang đến nhiều lợi thế như là một chiếc máy phục vụ cho công việc của bạn. Về độ phân giải thì chiếc Surface Pro 7 sở hữu độ phân giải cao hơn lên đến 2736 x 1824 pixel, trong khi Samsung Galaxy Tab 6 là 2560 x 1600 pixel. Vì vậy mà nếu bạn cần một chiếc máy có màn hình to, sắc nét, phục vụ tốt hơn cho công việc thì chiếc Surface Pro 7 sẽ là một sự lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Ngoài ra thì tùy chọn màu sắc của cả hai chiếc máy thì cũng đều rất là đa dạng. Nếu như Samsung Galaxy Tab 6 dành tặng người dùng những tông màu pastel nhẹ nhàng, ví dụ như là đen nhám, xanh dương và hồng, thì Surface Pro 7 tuân theo hai màu kinh điển mà không bao giờ lỗi mốt của laptop văn phòng, đó là bạch kim và đen. Sẽ thật sự là một thiếu sót nếu nhắc đến thiết kế mà lại bỏ qua phần cổng kết nối. Cả nhà Microsoft và Samsung đều trang bị cho con cưng nhà mình các cổng kết nối cần thiết, chẳng hạn như là cổng USB-C hay là micro SD. Tuy nhiên thì chiếc Surface Pro 7 lại được ưu tiên hơn khi sở hữu thêm một vài cổng kết nối khác, ví dụ như là cổng USB-A, jack cắm tai nghe 3.5mm hay là cổng Surface Connect chỉ có riêng ở các dòng máy của nhà Microsoft. Việc trang bị nhiều cổng sẽ giúp cho chiếc Surface Pro 7 có khả năng kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi, phục vụ tốt hơn cho công việc của bạn. Tiếp theo đó là về phụ kiện. Cả hai sản phẩm đều có các phụ kiện có thể được kết hợp cùng để tăng trải nghiệm sử dụng, ví dụ như là bút thông minh hay là bàn phím vật lý. Bàn phím riêng của chiếc Samsung Galaxy Tab 6 được sản xuất liền khối với nắp đậy gập để người dùng có thể tận dụng dùng làm giá đỡ cho chiếc tablet này. Còn với chiếc Surface Pro thì chân đế đã là một phần của thiết bị nên bàn phím vật lý được sản xuất riêng với thiết kế sử dụng chất liệu vải Alcantara cao cấp cùng nhiều màu sắc đa dạng. Cả hai thiết bị này đều được tích hợp thêm bút thông minh để sử dụng một cách hiệu quả hơn. Nếu như S Pen của Samsung Galaxy Tab 6 được cài vào khe đựng bút ngay sau thân máy, thì chiếc Surface Pen của Surface Pro 7 được tích hợp nam châm để có thể gắn vào bất cứ vị trí nào trên thân máy. Điều này rõ ràng tiện lợi hơn cho người dùng. Tuy nhiên thì việc sử dụng nam châm để gắn bút vào thân máy vẫn chưa thực sự chắc chắn, theo mình là như thế. Lúc nhét vào ba lô, bút thường bị rơi ra và mình phải tốn khá nhiều thời gian để có thể tìm kiếm bút. Hơn nữa là việc gắn ở phần thân cũng dễ khiến cho đầu ngoài bút bị gãy hơn nếu như mà có sự va chạm. Tiếp theo, đó là về hiệu năng của hai sản phẩm này. Nếu như về diện mạo, cả Surface Pro 7 và Samsung Galaxy Tab 6 còn có vẻ 19-10, thì về cấu hình, người dùng hoàn toàn có thể xác định được sự khác biệt giữa hai siêu phẩm này.
Samsung Galaxy Tab 6 là một chiếc tablet toàn diện mang đầy đủ chức năng và đặc trưng của chiếc điện thoại Android cỡ lớn, nghĩa là có thể phục vụ hầu hết các công việc giải trí, lướt web, nghe nhạc, xem phim hay là chơi game. Còn Surface Pro 7 là một chiếc tablet like laptop, nghĩa là ngoài những gì mà một chiếc tablet cần thì nó được sử dụng với mục đích phục vụ cho công việc. Dung lượng RAM của Galaxy Tab 6 chỉ khoảng 6GB và bộ nhớ trong của bản thông thường tầm 128GB, bằng với cấu hình cơ bản của một chiếc laptop thông thường. Trong khi đó thì chiếc Surface Pro 7 nhà Microsoft hướng đến chức năng với một laptop văn phòng, nên cấu hình được trang bị các chip Intel thế hệ thứ 10 từ i3, i5, i7 với mức xung tại cấu hình cao nhất là 3,9GHz. Phổ RAM của chiếc Surface Pro 7 đa dạng từ 4GB tới 16GB, dung lượng SSD thì từ 128GB tới 1TB. Cấu hình này cho độ xử lý cao, bộ nhớ khủng, phù hợp với các tác vụ văn phòng, nhu cầu làm việc đa dạng của bạn. Tiếp theo, đó là về thời lượng pin. Theo công bố của các bên sản xuất, thì thời lượng pin của Samsung Galaxy Tab 6 là 15 giờ đồng hồ, còn chiếc Surface Pro 7 là tầm 13,5 tiếng. Với bài kiểm tra thời lượng pin thực tế của TechRadar cho phát liên tục một video trong vòng 90 phút, thì chiếc Samsung Galaxy Tab 6 tiêu thụ 9% pin. Như vậy thì tổng thời lượng pin kéo dài được của Galaxy Tab 6 là tầm 11 tiếng đồng hồ theo thực tế. Trong khi đó thì chiếc Surface Pro 7 trải qua bài test xả pin khi tắt máy, tổng thời gian ghi lại được xấp xỉ 7 tiếng đồng hồ. Điều này là do các dòng chip laptop Intel được trang bị trên chiếc Surface Pro 7 có hiệu suất đồ họa được tăng cường, dẫn đến việc lượng tiêu thụ pin cũng nhiều hơn, làm thời lượng pin của thiết bị này giảm đi một cách đáng kể. Về mức giá của hai sản phẩm này, mức giá khởi điểm chưa kể thuế phí của chiếc Surface Pro 7 từ khoảng 749 đô, còn Samsung Galaxy Tab 6 là từ 650 đô. Mặc dù mức giá khởi điểm của chiếc Surface Pro 7 có vẻ cao hơn một chút, nhưng với những gì mà chiếc máy này có thể mang lại được cho bạn, thì mình tin rằng đây thực sự là một mức giá xứng đáng đấy. Như vậy, qua những so sánh trên, chúng ta có thể thấy được, tùy vào mục đích sử dụng, mỗi dòng máy sẽ phát huy tác dụng và những ưu thế khác nhau. Nếu bạn cần đến một chiếc tablet nhỏ gọn, cấu hình ổn, phục vụ cho việc giải trí trên nền tảng giao diện điện thoại, đơn thuần như là xem phim này, lướt web này, thì chiếc Samsung Galaxy Tab 6 đã đáp ứng đủ yêu cầu của bạn rồi. Còn nếu mà bạn cần đến một thiết bị tablet like laptop có thể làm được nhiều hơn thế, hỗ trợ và phục vụ bạn trong học tập hay là công việc, thì mình tin rằng chiếc Surface Pro 7 thực sự là lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Đây là những so sánh của Minh Ngọc về hai chiếc máy tính nhà Samsung và Microsoft. Còn bạn, bạn có những nhận định như thế nào về hai chiếc máy này? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé! Đừng quên là dành cho mình một like cho video này, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi chúng mình ra video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào!